Chào bạn các anh em, hôm nay sẽ lên cho anh em mình một số bình xăng nguyên zin rã xe. Những dòng này là rã xe zin xuống, chưa phục hồi, bao cho anh em mình chạy một tháng. Khi bán bình xăng sẽ kèm theo giấy bảo hành cho anh em mình một tháng. Sẽ có mỗi bình xăng mỗi mã là ghi ở đây, ngày tháng ghi đây tương ứng cho một tháng. Nên anh em mình mua bình xăng thì nhớ dẹp cái thêm phiếu này giùm mình. Những bình xăng bên em là ship code toàn quốc, không bao ship, phí ship là 30.000. Khi anh em mua bình xăng thì hàng tới nơi thì anh em mình tháo ra, anh em kiểm tra đúng hàng rồi anh em mình thanh toán. Bên em sẽ có là bình xăng rã xe nguyên zin và một số bình xăng mới anh em mình tham khảo. Bình xăng mới bên em là những dòng này là của Thái Lan, em đã nhập bên bản về. Hàng này á là em lấy những loại rẻ để cho anh em mình thuận tiện gắn cho những cái dòng xe anh em mình đi làm, như là anh em mình đi như anh em mình đi rẫy hay đi ruộng hay đi nương hay chở đồ thì gắn ok. Thì em sẽ có hai dòng, dòng này là một dòng này đó là 220.000, dòng này là 400.000. Dòng này anh em mình gắn cúp 70 90 đều ok. Như dòng này thì gắn cũng được nhưng nó sẽ không có bằng. Đây. Cây hin là của Thái Lan ha. Dòng này đang bán cho anh em mình là 220.000 chưa kèm với ship là 30.000 nữa. Là hàng tới nơi anh em mình thanh toán là 250.000. Còn dòng này là cây hin thì cũng của Thái Lan nhưng mà trên đây nó sẽ có chữ là ra băng. Dòng này thì đặt làm cho nên là rất là chuẩn luôn. Dòng này anh em mình gắn 70 90 rim quay đều rất ok, dòng này rất chất lượng. 400 ngàn bình chưa kèm với ship. Rồi còn đây dòng này là dòng của cúp 50. Đây. Cây hin 50 rim nè. Những dòng 50 rim anh em mình gắn mới được. Còn như 70 90 là không gắn được, nói trước cho anh em mình rõ giùm ha. Chứ anh em mua về anh em lắp không được thì anh em mình tự chịu. Đã em biết trên video em đã nói rõ rồi, dòng này là 50 zin mới gắn được. Đang bán là 500 ngàn bình. Rồi tới những dòng tay ga nè, những dòng tay ga có No 3 nè, No No 3 là 880 ngàn bình nè, rồi No 4 là 1.040.000 nè, FCT 135 nè là 1.070.000 nè, còn AB 110 nè, này là đang bán là 800 ngàn nè. Thì những dòng này thì giá nó sẽ hơi cao chút xíu nhưng mà anh em mình xài an toàn. Anh em thì xài rất thích hàng rẻ nhưng mà hàng rẻ anh em mua về anh em mình xài không được thì anh em mình cũng bỏ. Cho nên anh em mua những mặt hàng này giá nó hơi cao tí xíu nhưng mà anh em mình xài nó rất là ngon. Rồi kế tiếp là bình quay ớt 110 nè, bình này là đang thanh lý tồn kho nè, còn được có 3 bình nữa hết nè. Đang bán là 700 ngàn bình nè, anh em mình nhanh tay ha. Rồi giờ tới mặt hàng cũ thì bên em có dòng rải rã xe từ 100, 110 và 125. Thì giờ em sẽ nói sơ qua trước là dòng 100. Dòng 100 thì em sẽ có 4 loại. Một loại là quay RS, thứ hai là quay RSX, thứ ba là quay A đời cao, thứ bốn là Superim đời cao. Thì những dòng này anh em mình gắn hầu hết cho tất cả các đời xe Honda của mình là 100cc, như là quay rim, Superim, quay pha, quay A, quay xương cá, quay S, quay RSX là đều gắn ok. Cúp 70 90 anh em mình gắn vẫn ok luôn. Những dòng này thì khi em bán ra thì nó sẽ hoàn thành như vậy đó, một bình như vậy đầy đủ phụ kiện như vậy. Giờ anh em mình chỉ việc ráp được thôi. Những mặt hàng này là chưa phục hồi, anh em mua giờ chỉ việc ráp lên không cần làm gì thêm. Như quả RS này là bán là 400 ngàn thì những quả ga bên em thì những quả nào cũng rất đẹp ha. Còn như quay RSX thì là 500 ngàn. Nhưng dòng quay RSX này á, thì garanti rất là dữ ha, cho nên anh em nào mà có chạy rồi thử dòng RSX này rồi thì anh em mình biết garanti nó rất là mượt luôn. Quay A đời cao là 530 ngàn và Superim đời cao là 550 ngàn. Quay 110 thì em sẽ có là quay S. Dòng này thì lắp cho được các dòng xe như quay S, quay RS, quay RSX là đều gắn chung, là 500 ngàn một bình. Có quay A đời cao, quay A đời cao là loại le rồi, 600 ngàn bình. Quay quay Thái 110 1.000.000 bình. Còn bình cuối cùng đời riêng 125, dòng này là đang bán là 600 ngàn một bình đây. Và tới là Full Chanel thì em sẽ bán là 1.000.000 bình đối với những quả ga mà đẹp. Đây, như quả ga đẹp, quả ga này chưa xước tí nào ha. Đó, chưa có một tí xước nào luôn. 1.000.000 bình, quả nào xước thì sẽ là 900. Có quay full chờ mập là 900 ngàn. Rồi SWM 110 là 500 ngàn. Rồi video của em đây kết thúc, anh em xem thì có gì cho em một like. Đồng thời anh em mình đăng ký kênh để khi ra video mới là anh em nhận thông báo, anh em mình xem liền á. Rồi chào tạm biệt, hẹn gặp lại anh em video sau.